Vâng, con chào chú Tạc ạ. Con rất cảm ơn cô chú và gia đình đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm Fuji Luxury bên con để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình mình ạ. Chú ơi, chú cho con xin một chút ý kiến chú chia sẻ về cái sau một thời gian trải nghiệm ghế, dưới cảm giác trong người mình nó mỗi lần trải nghiệm có thấy dễ chịu không ạ? Có vấn đề gì không ạ? Nói chung là từ khi chú mua cái ghế Fuji Luxury này là chú thấy là cái chất lượng của nó ổn định. Vâng ạ. Thế còn cảm nhận về cơ thể tuổi cao này thì thấy dễ chịu. Vâng ạ. Còn cái đau nhức của nó thì cũng dần dần nó tan biến. Vâng ạ. Đấy, thế còn nếu mà cứ duy trì tập đều ấy. Vâng ạ. Chạy đều ấy thì thấy sức khỏe ổn định hơn. Vâng ạ. Thế còn dĩ nhiên do điều kiện bận rộn không liên tục chạy được ấy thì thấy cơ thể nó đau mỏi hơn. À vâng ạ. Vâng ạ, thế là mình cứ phải thường xuyên để trải nghiệm ghế và thì cơ thể mình có thể là cải thiện được cái về sức khỏe cũng như là về giấc ngủ phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, thì sau lần từ nhà mình mua ghế, các bạn nhân viên bên con có hay gọi điện tư vấn và chăm sóc cho chú không ạ? Nói là về vấn đề về chăm sóc ấy thì cũng thường xuyên các bạn ở showroom cũng như là tổng đại lý ở Hà Nội cũng điện về. Vâng ạ. Hỏi thăm xem là quá trình sử dụng có vấn đề gì không. Vâng ạ. Nói chung là chăm sóc là chu đáo. Vâng ạ. Tình. Vâng ạ. Vâng ạ. Thì theo chú là cái sản phẩm tốt như vậy và dịch vụ tốt như vậy, chú sẵn lòng chia sẻ đến nhiều người biết cái sản phẩm bên con để mang nhiều sức khỏe cho mọi người được không ạ? Ừ, chú sẽ nhiệt tình. Vâng ạ. Một cái sản phẩm tốt thì ai cũng muốn cho cộng đồng và bạn bè được hướng tới và sử dụng. Vâng ạ. Thì nó có lợi ích cho sức khỏe. Vâng ạ. Và lợi ích cho chính bản thân mình. Vâng ạ. Chú xin chia sẻ thực sự. Vâng ạ, vâng ạ, thì con cảm ơn chú ạ, con chúc cô chú một ngày thì tốt này ạ. Vâng, con chào chú ạ.